Tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã bàn giao 3.704 bộ đồ dùng thiết yếu trị giá 180.000 đô la Mỹ cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ người cao tuổi ở những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Tham dự có bà Naomi Katahara là trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Đây là sự kiện tiếp nối hoạt động cung cấp đồ dùng thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực giới tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Việt Nam do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức. Buổi lễ được thực hiện với sự hỗ trợ về tài chính từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc. Bộ đồ dùng thiết yếu là nét đặc trưng trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe và sức khỏe sinh sản cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu rủi ro bạo lực giới, đồng thời ứng phó và bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng tiêu cực do khủng hoảng. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã mở rộng việc cung ứng bộ đồ dùng thiết yếu cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác, trong đó có người cao tuổi. Chúng tôi hy vọng rằng cái hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ và cái sự gắn bó giữa người trẻ tuổi và người cao tuổi ở Việt Nam. Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang phát triển kinh tế rất là mạnh mẽ mà còn là một quốc gia có truyền thống văn hóa rất là lâu đời, có cái truyền thống lá lành đùm lá rách, và cái hoạt động này là một cái nỗ lực của chúng tôi để góp phần duy trì và thúc đẩy cái truyền thống văn hóa ấy. Sự hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bắt nguồn từ ý tưởng gắn kết lực lượng thanh niên và người cao tuổi vì một Việt Nam luôn tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam mong muốn được phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng nhau hỗ trợ đáp ứng được các nhu cầu riêng của người cao tuổi. Đây cũng là một trong những sáng kiến được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khuyến khích và kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội.